Xin chào khách hàng đến với kênh YouTube Nhà đất Hoàng Tiến chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Cũng như trên kênh hệ thống Zalo, Facebook và Fanpage Nhà đất Hoàng Tiến.vn. Buổi chiều tối ngày hôm nay, Nhà đất Hoàng Tiến đang có mặt tại trục đường Hào Huy Giáp thuộc phường Thạnh Xuân, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh để giới thiệu đến nhà hàng một cặp nhà phố vừa mới được hoàn thiện xong và được anh chị nhà thiết kế tặng kèm full nội thất rất là đẹp. Và đây là khu vực mặt tiền chính phía ngoài của cặp nhà mà hôm nay Nhà đất Hoàng Tiến muốn giới thiệu đến hàng. Cũng như cặp nhà này thì đang có diện tích từng căn là ngang 5m và chiều sâu căn nhà mới lên đến 13m và được anh chị nhà xây dựng hết đất và được đúc kiên cố một trệt một lửng và tới 3 tầng lầu. Và với công năng sử dụng của căn nhà mình thì sẽ có gara để xe hơi, phòng khách, phòng bếp và mình sẽ có tới 4 phòng ngủ chính và 6 nhà vệ sinh. Mình sẽ có phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau. Hướng chính của căn nhà mình là hướng Tây, Tây Bắc, phù hợp cho hàng thuộc mệnh Tây Tứ Trạch. Và đây là khu vực mặt tiền chính phía ngoài căn nhà. Căn nhà mình thì được thiết kế theo mẫu nhà hiện đại với ban công vuông, lan can thì mình được làm bằng sắt và phía ngoài mặt tiền được anh chị ốp nhựa và trang trí mình những mảng cây xanh cùng với đó là hệ thống đèn chiếu sáng trang trí cho căn nhà rất là đẹp. Và với căn nhà mình thì nằm trên một con đường rộng lên đến 12m với lòng đường 6m, mỗi bên mình có thêm 3m vỉa hè và là khu phân lô nhà lầu đồng bộ, có con đường thông bàn cờ thuận tiện để các nhà mua ở và mở văn phòng công ty cũng như là kinh doanh buôn bán. Và đây là con đường hướng ngược lại của căn nhà với khu phân lô nhà lầu đồng bộ rất là đẹp. Và chỉ với giá trên dưới 6 tỷ là khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một trong hai căn nhà vừa mới được hoàn thiện xong và được anh chị thiết kế rất là đẹp này. Đây là khu vực mặt tiền chính phía ngoài. Với căn nhà bên tay phải thì đã bán rồi, chỉ còn lại cặp nhà bên tay trái vừa mới được hoàn thiện xong thì nhà đất Hoàng Tiến xin quay video để giới thiệu đến khách hàng cũng như là để khách hàng đang có nhu cầu và đang muốn sở hữu cho mình một trong hai căn nhà này chỉ với giá trên dưới 6 tỷ nằm trong khu phân lô nhà lầu đồng bộ, điện nước âm, cây xanh thoáng mát thì khách hàng hãy nhanh tay liên hệ về theo số điện thoại đang thị trên màn hình để nhà đất Hoàng Tiến đón hàng đi xem. Một cặp nhà nằm ngay trục đường Hào Huy Giáp thuộc phường Thạch Lộc, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh, sát với lại cầu vượt ngã tư ga cũng như là sát với lại chợ Thạnh Xuân và Ủy ban nhân dân phường Thạnh Xuân. Với cặp nhà mình thì chỉ cách chợ tầm cỡ khoảng độ 200m thôi và cách ủy ban và cũng như là công an phường chỉ tầm cỡ khoảng độ hơn 100m thôi là quý nhà có thể sở hữu ngay cho mình một trong hai căn nhà được thiết kế tặng kèm full nội thất rất là đẹp này. Và bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong một hai trong hai căn nhà để giới thiệu đến hàng. Thì ở phía ngoài mình sẽ có một bộ cái khoảng vỉa hè cũng 3m để mình để xe gắn máy. Di chuyển vào bên trong mình sẽ có một bộ cửa 4 cánh phía ngoài được làm bằng sắt rất là kiên cố và chắc chắn để bảo vệ cho căn nhà của mình. Và tiếp đến mình có thêm một bộ cửa cuốn sát với lại bộ cửa 4 cánh phía ngoài với hai lớp cửa được anh chị thiết kế để bảo vệ cho căn nhà. Và đây là khu vực không gian phòng khách ở dưới tầng trệt của căn nhà. Và với sàn nhà mình được lót gạch đá bóng kính 80, hai bên tường cũng được anh chị ốp nhựa hoa văn đá cao lên kín tường và có đi hệ thống đèn là LED đèn chiếu sáng rất là đẹp. Và phía trên thì mình có một dãy đèn chùm chiếu sáng cho căn nhà. Và với căn nhà mình thì đã được anh chị full nội thất tặng kèm cho nên khách hàng mua căn nhà này thì toàn bộ nội thất bên trong căn nhà sẽ được anh chị để lại cũng như là tặng lại hết quý khách hàng. Với bộ bàn ghế sofa dưới tầng trệt này thì anh chị đã di chuyển lên phía bên trên tầng lửng để khu vực ở dưới tầng trệt này gia đình có nhu cầu để xe hơi mình có thể để được tất cả các loại xe hơi vào bên trong căn nhà. Và ngoài ra thì mình còn để được rất là nhiều xe gắn máy và mình sẽ có một bộ bàn ăn thì mới vừa được đưa về và chưa kịp lắp ráp thì đang để ở khu vực phía bên ngoài cầu thang căn nhà để mai sẽ đưa vào lắp ráp. Và hôm nay nhà đất Hoàng Tiến thì xin quay video trước để giới thiệu đến khách hàng với căn nhà có bề ngang lên đến 5m và được thiết kế tặng kèm full nội thất rất là đẹp này. Đây là khu vực không gian cầu thang cũng như là khu vực tủ rượu của căn nhà. Với cầu thang căn nhà mình thì được thiết kế bên trái và tủ rượu được anh chị thiết kế bên phải. Và với hai căn nhà này thì anh chị thiết kế cầu thang đảo ngược lại với nhau để quý khách hàng có nhu cầu và đang muốn sở hữu cho mình một căn nhà nằm trên con đường rộng lên đến 12m tặng kèm full nội thất bên trong. Và chỉ với giá 6 tỷ 300 triệu đồng còn thương lượng mạnh thì quý khách hàng nhanh tay liên hệ về theo số điện thoại đang thị trên màn hình để nhà đất Hoàng Tiến hàng đi xem.
Và đây là khu vực giếng trời phía sau căn nhà, mình sẽ có một khoảng giếng trời rộng lên đến 1 mét, được anh chị thiết kế rất là đẹp. Phía bên dưới thì mình có lavabo rửa tay, gương soi và nhưng mà cây xanh, cũng như mình có một cái nhà vệ sinh. Cái nhà vệ sinh này thì được anh chị thiết kế để phục vụ cho khu vực ở dưới ở tầng trệt, khu vực không gian phòng bếp và khu vực không gian phòng khách của căn nhà, cũng như là khu vực gara để xe của căn nhà. Và chỉ với giá 6 tỷ 300 triệu đồng, còn thương lượng mạnh là quý nhà thể sở ngay cho mình một trong hai căn nhà vừa mới được hoàn thiện xong và được anh chị thiết kế tặng kèm full nội thất rất là đẹp này. Rồi mình vừa trải qua khu vực không gian ở dưới tầng trệt của căn nhà, và tiếp tục thì nhà đất Hoàng Tiến sẽ di chuyển lên khu vực không gian tầng lửng của căn nhà, khu vực không gian phòng khách chính để giới thiệu đến khách hàng. Thì khu vực tầng lửng mình sẽ có một bộ cửa kính cường lực phía bên ngoài, bên trong thì mình sẽ có một bộ bàn ghế sofa. Bộ bàn ghế này thì được anh chị đặt đúng với lại cái form của tầng lửng của căn nhà, và có kệ để tivi cũng như là tủ rượu. Và mình sẽ có một tivi 65 inch cũng chuẩn bị anh chị đưa về để lắp ráp. Và phía sau mình sẽ có một bộ cửa sổ 4 cánh mở ra bên ngoài để gió và ánh sáng được thoáng và rất là mát ở trong căn nhà. Và quý khách hàng đang xem video và cảm thấy cặp nhà đang có bề ngang lên đến 5 mét này phù hợp với gia đình mình, chỉ với giá trên dưới 6 tỷ, thì quý khách hàng nhanh liên hệ về theo số điện thoại đang thị trên màn hình, thì nhà đất Hoàng Tín nó hàng đi xem. Một trong hai căn nhà đang có bề ngang lên đến 5 mét, một cái bề ngang rất là rộng để quý khách hàng có thể để xe hơi vào bên trong căn nhà, và ngoài ra thì mình để được rất là nhiều xe gắn máy. Với căn nhà được thiết kế rất là đẹp và ngang 5 mét cho nên là rất là thoáng, mình có thể để được 2 chiếc xe hơi vào bên trong căn nhà. Và di chuyển lên khu vực lầu 1 căn nhà sẽ đến với không gian phòng ngủ số 1 và phòng ngủ số 2 căn nhà. Toàn bộ phòng ngủ bên trong căn nhà mình thì đã được các anh chị full nội thất tặng kèm, cho nên là khi khách hàng mua căn nhà này thì toàn bộ nội thất sẽ được các anh chị để lại cũng như là tặng lại hết cho khách hàng. Với căn nhà có bề ngang lên đến 5 mét, sẽ có một bộ cửa 3 cánh mở ra phía bên ngoài lấy gió và ánh sáng, cũng như là cửa sổ lấy gió và ánh sáng vào bên trong. Và mình có con đường rộng lên đến 12 mét, cho nên là rất là thoáng và được anh chị trồng những mảng cây xanh rất là đẹp. Và với mỗi phòng ngủ đều có nhà vệ sinh riêng sử dụng rất là thuận tiện. Bên trong của mình có hệ thống lavabo bàn cầu, vòi sen tắm, gương soi được anh chị thiết kế bằng hệ thống điện cảm ứng rất là đẹp. Và di chuyển sang khu vực không gian phòng ngủ số 2 căn nhà sẽ đến với không gian phòng ngủ bên trong, mình cũng sẽ có giường ở rộng lên đến 2 mét và có đầy đủ chăn ga gối nệm, bàn trang điểm, bàn làm việc. Chăn ga gối nệm thì anh chị đang chuẩn bị đưa về, và mình có cửa sổ mở ra bên ngoài để gió và ánh sáng, và tủ quần áo lên đến 5-6 cánh cho nên là rất là rộng để gia đình bỏ quần áo cũng như là đồ dùng của gia đình. Và mình sẽ có nhà vệ sinh riêng sử dụng rất là thuận tiện. Và chỉ với giá hơn 5 tỷ là khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà được thiết kế rất là đẹp này. Một căn nhà có bề ngang lên đến 5 mét. Và với bề ngang căn nhà mình thì lên đến 5 mét và chiều dài căn nhà mình lên đến 13 mét. Và mình được xây dựng hết đất cho nên là không gian phòng ngủ cũng như là nhà vệ sinh rất là rộng và được anh chị thiết kế rất là đẹp. Và với căn nhà mình sẽ có 4 phòng ngủ chính để anh chị full nội thất 2 phòng. Còn 2 phòng bên trên này thì anh chị đang để trống, để gia đình có những đồ dùng tại nhà mình có thể mang tới lắp ráp và sử dụng, cũng như nếu gia đình có nhu cầu cần đóng thêm nội thất thì chị sẽ đóng thêm 2 phòng phía bên trên để hoàn thiện 4 phòng ngủ được tặng kèm full nội thất. Đây là không gian phòng ngủ số 3 cũng như là không gian phòng ngủ số 4 của căn nhà. Thì mình xin nhắc lại là căn nhà này nằm trên trục đường Hào Huy Giáp thuộc phường Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, ngay sát với lại cầu vượt ngã tư ga, cũng như là chỉ cách quận Gò Vấp tầm cửa khoảng 5 phút đi xe gắn máy thôi. Là quý hàng có thể sở hữu ngay cho mình một cặp nhà vừa được hoàn thiện xong và nằm trong khu phân lô nhà lầu đồng bộ. Khu này thì mình có tầm cửa khoảng trên 50 căn và đã về ở gần hết rồi, chỉ còn sót lại vài lô đất thôi. Thì hôm nay nhà đất Hoàng Tín xin chọn cặp nhà vừa mới được hoàn thiện xong để quay video để giới thiệu đến nhà hàng. Với khu nhà lầu đồng bộ rất là đẹp, điện nước âm, cây xanh rất là thoáng và rất là mát. Và bây giờ mình sẽ di chuyển lên khu vực phía bên trên, khu vực sân thượng của căn nhà
Sẽ đến với lại khu vực không gian phòng thờ phía trước và khoảng sân thượng ở phía trước của căn nhà, với khoảng sân thượng cũng được anh chị thiết kế rất là đẹp, và bên trên cũng được anh chị ốp nhựa hoa văn gỗ ở trang trí rất là đẹp. Và mình cùng nhìn lại cái khu vực từ bên trên xuống phía bên dưới để quý khách hàng tham quan về khu nhà lầu đồng bộ nằm trên một con hẻm thông, con hẻm chính của khu nhà lầu đồng bộ, cho nên là rất có giá trị. Và di chuyển ra khu vực phía sau sẽ đến với lại khu vực không gian phòng giặt cũng như là sân thượng ở phía sau căn nhà, và chỉ với giá 6 tỷ 300 triệu đồng, còn thương lượng mạnh là quý khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một trong hai căn nhà được các chị thiết kế tặng kèm full nội thất rất là đẹp, và đang có hướng là hướng hướng tây bắc, phù hợp cho hàng thuộc mệnh tây tứ trạch, hướng tây tây bắc. Và với căn nhà mình thì được anh chị thiết kế có tới 6 nhà vệ sinh. Thì cái nhà vệ sinh phía bên trên này thì anh chị đang để trống, chỉ đi sẵn hệ thống cấp thoát nước. Và anh chị đang để gia đình có nhu cầu làm phòng phòng giặt cũng như là ở khu vực bên trong thì rất là thuận tiện. Và anh chị cũng có làm thêm một cái khu vực không gian phòng giặt ở phía bên ngoài, để gia đình có nhu cầu cần làm nhà vệ sinh bên trong mình có thể đưa máy giặt ra phía bên ngoài. Và nếu gia đình chưa có nhu cầu làm nhà vệ sinh phía bên trên này thì mình để máy giặt vào bên trong để sử dụng rất là thuận tiện. Và chỉ với giá 6 tỷ 300 triệu đồng còn thương lượng mạnh là quý nhà hàng sống ngay cho mình ở một trong hai căn nhà này, với cặp nhà nằm trên trục đường Hà Huy Giáp thuộc phường Thạch Xuân quận 12 thành phố Hồ Chí Minh, sát với lại quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh, và chỉ cách quận Gò Vấp tầm cỡ khoảng 5 phút đi xe gắn máy thôi. Một trường trục đường Hà Huy Giáp nối dài với lại trục đường Nguyễn Oanh để mình về trung tâm cũng như là sân bay Tân Nhất thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, video nhà đất Hoàng Tín ở đây xin được kết thúc. Hẹn lại quý khách hàng trong những video tiếp theo.